Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nhẵn lại đến nay, chư Phật cũng chỉ dùng một pháp niệm Phật này để độ khắp chúng sanh. Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật ở mười phương cũng đang thiết giảng giáo nghĩa niệm Phật này để rộng cứu vớt chúng sanh. Đó, thì thấy không? Thấy chưa? Quá hay không? Vô lượng kiếp trước, quá khứ, hiện tại, vị lai và hiện tại này, thì mười phương chư Phật ở quốc độ cũng có những vị Phật cũng giảng tịnh độ dạy vị đó. Không phải chuyện giỡn đâu nghe. Đời này chúng ta mà được người nhắc niệm Phật chuyên nhất nghe, là cái cơ hội đời này bị về cực lạc đó. Nắm cho chắc đi. Nó chàng ô niệm Phật thắng hạnh. Ai với đạo Phật. Chúng ta cứ đem danh hiệu Phật để tán thán suốt quý vị. Để những người mà đi về đây họ được âm hưởng của Phật hiệu. Giờ nói dòng do tam quốc gì cũng cái điểm chính để nhắc quý vị niệm Phật thôi. Cũng như bản thân vẫn thích khi qua đây tu tập hay chia sẻ Phật Pháp, quý vị không trở về phòng, cứ ngồi niệm Phật thôi. Có khi không có ngủ bao nhiêu nhưng mà nó rất khỏe quý vị. Nhớ nha, rất là khỏe. Mà cái cảm giác khi bị niệm Phật thường xuyên quý vị, bất cứ một sự cố gì đến với mình, làm như nó có một cái điểm nương tựa bình an lắm. Rất là bình an. Vì sao mà nói là niệm Phật thắng hạnh? Vì cái hạnh niệm Phật này là mỗi một người chúng ta ai cũng tu được, nên gọi là niệm Phật thắng hạnh. Khi vị tụng kinh vô lượng thọ, khi mà Đức Phật mà sắp sửa giảng kinh vô lượng thọ nói về thế giới cực lạc, thì vị biết rằng là tôn giả A Nan là ăn kề với Đức Phật. Thấy hôm nay Đức Phật từ cái dung nhan của Đức Phật và từ cái phóng quang của Đức Phật và thấy cái cảm giác như Đức Phật vui vẻ như thế nào khác thường. Mà từ xưa giờ tôn giả A Nan mà bên cạnh Phật chưa bao giờ thấy lần nào mà thù thắng cái lần này. Thì lúc đó tôn giả A Nan biết Phật sắp sửa giảng đại pháp, đại pháp thù thắng. Nên tôn giả A Nan thỉnh hỏi Đức Phật. Một cái lời thỉnh hỏi đó thôi nha. Vậy mà Đức Phật khen tôn giả A Nan rằng một lời hỏi của ông hỏi ngày hôm nay thôi còn hơn là ông cúng dường cho một cõi Phật A-la-hán và Bích Di Phật. Một lời hỏi thôi. Và Đức Phật còn nói rằng là một lời hỏi ngày hôm nay thôi, chúng sanh, giúp chúng sanh tặng đời vị lai. Nên cái pháp môn niệm Phật này cực kỳ quan trọng. Nên khi Đức Phật mà chuẩn bị giảng thuyết thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Nên trong kinh có một câu rằng là giả sử Như Lai ưng sức thế, chi thiết chi đà bổ nguyện hải. Hỏi một vị Phật khi đến thế gian điều là tán thán bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nên trong cái cuốn kinh mà Hỷ Phật Ba La Mật hồi trưa những đức về, những đức dạch công đoạn coi, thì những công đoạn rất là hay quý vị. Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ngày phiên dịch rất hay.
có một công đoạn Đức Phật dạy nè. Đây thật là pháp vi diệu ù thắng đệ nhất. Pháp môn tịnh độ là pháp vi diệu đệ nhất mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. Nghĩa là pháp môn tịnh độ này, bất cứ một vị Phật nào cũng dùng cái pháp môn này mới độ tất cả chúng sanh. Đây thật là môn tu thích đáng, kế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rờ nẻo khổ, chứng đắc niết bàn tại thế, thành Phật trong một đời. Hay không? Nghĩa là mình đọc những công đoạn cái tự nhiên trong lòng mình quý vị nó hừng hực cái tâm tu tịnh độ. Khế lý khế cơ hợp với căn tích chúng sanh và thành Phật ngay một đời. Niệm Phật giảng sanh thành Phật một đời. Quý vị thấy một tình độ thù thắng không? Nên cái người niệm Phật tự nhiên nghe cái hừng hực cái tâm quá hay không? Rõ ràng khế lý khế cơ, cái căn cơ mình bây giờ nè, là pháp môn tịnh độ là phù hợp nhất. Nhiều người người ta cũng giảng tịnh độ, nhưng do người ta giảng nhiều quá. Còn mình thì mình lấy những cái đoạn văn nào mà bản thân của mình có thể áp dụng được, tu được, thì lấy đoạn văn đó ra tán thán. Giống như mình đang trên đoạn đường đi về thế giới cực lạc, mà có người phía sau quý tước, phía sau thì hỗ trợ, phía trước thì phụ dẫn mình đi, cứ tiến hoài thôi thì mình tới thế giới cực lạc quý vị, đúng không? Còn bây giờ nếu đem ra nhiều thứ thì bắt đầu mình đứng lại, đứng lại để chi? Đứng lại để mà nghiên cứu, đứng lại để mà suy nghĩ. Mình một câu vật hiệu này có đi tới cực lạc chưa? Sao nghe cái này nó lạ lạ? Nên bây giờ mình đứng lại, mình nghiên cứu, mình coi thử sao. Thì đứng lại, nó quay một dòng thời gian vô lượng kiếp, không biết chừng nào gặp lại cơ hội đó. Đứng lại thôi nghe quý vị. Đó, nên nói là lòng tin về tịnh độ mà chuyên nhất thì hiện tại thì khó gặp. Khó gặp lòng tin mà mục tiêu đi thẳng nha. Nhưng mà người ta còn rẻ đầu này rẻ đầu kia vì căn tính khác nhau, thấy không? Mình không có trách ai, nhưng mà quý vị mà đi thẳng được thì là đặc biệt nhất. Đi thẳng được là đặc biệt nhất. Nên pháp tu có thể một đời giải thoát là pháp môn niệm Phật. Quý vị nhớ nghe, phải nắm cho chắc. Và tiếp nè, tiếp như đoạn văn hay nè. Đây là môn tu đại oai lực, đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sanh vượt thẳng thân phàm phu mà thâm nhập cảnh giới chân thường. Pháp tu đại oai lực, đại phước đức. Tuy là một câu Phật hiệu đơn giản nhưng lại đại oai lực. Vì bao nhiêu con họ người ngồi đây đông thiệt là đông, nếu không có oai lực của Phật gia trì thì sao mà chúng ta bình yên quý vị? Thường ngày ta ở đây chỉ có hơn 700 người ở trong chùa, vậy mà nổi lên cái số lượng mấy chục ngàn người ở trong chùa, vậy mà cũng sống được, đúng không? Nếu không có cái oai lực Phật gia trì sao được? Rồi nhà vệ sinh, rồi nhà ăn, ăn uống đủ chuyện, rồi nằm ngủ tùm lum chỗ. Quý vị thấy nếu không có Phật lực gia trì sao mà khỏe được quý vị? Bây giờ đông thiệt là đông gì mà nhiều người mỗi căn tính rồi sức khỏe khác nhau. Nếu như bây giờ lỡ đây tu mà một chút, cái đầu có một chiếc xe, khe gì nó quay quay á,
xe cứu thương nó chở đi, ai cũng xanh mặt xanh mày chứ, đúng quý vị, đông người đó. Nếu không có quay lực của Phật gia trì thì làm sao được bình yên gì quý vị. Rồi pháp tu này là pháp tu đại phước đức 100%. Mà tu pháp môn tịnh độ này lại đi vào chân thường, đó là đi vào cái cách tu bình thường, đơn giản, giản dị, gần gũi quý vị. Đó, quý vị thấy rằng á, những đức đơn giản bình dị thôi mà rất nhiều Phật tử khi người ta gặp rất là mừng, là người ta nghe pháp khắp nơi nơi, người ta được lợi ích nghe quý vị. Khi người ta gặp mình người ta mừng, người ta rất là mừng nha. Đây là rõ ràng luôn, đơn giản bình dị mà người ta áp dụng được, người ta áp dụng được lợi ích, người ta mới cảm ơn mình quý vị. Cái xác thực thôi là ngày Chủ nhật hàng Phật tử về chùa mình, người ta tu tập, người ta có rất nhiều sự thay đổi. Từ buồn khổ này kia mà từ từ hết buồn khổ. Nhất là buồn khổ mà hết buồn khổ là người ta cảm ơn mình lắm nha quý vị. Ta cảm ơn mình lắm á. Nhớ á, nó khổ đau nhất là mỗi ngày âu sầu, còn bây giờ có nụ cười là mừng dữ lắm đó quý vị ơi. Đây là môn tu Đại Bát Nhã, Đại Thiền Định mà chư Phật dùng làm thuyền bè đưa hết thảy chúng sanh qua thấu bờ bên kia, không còn sanh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc. Hay không? Đây là trong cái quyển sách mà Kinh Niệm Phật Ba La Mật của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Thiên Dịch. Quá hay, đúng không? Pháp môn niệm Phật là pháp môn Đại Bát Nhã, Đại Thiền Định, gọi là pháp tu đại trí tuệ đó quý vị ơi. Đại trí tuệ nên pháp môn này là đòi hỏi thiện duyên phù thắng, lòng tin kiên cố. Quý vị coi, đừng có nói phàm phu, mình không thấy thế giới cực lạc, Phật A La Hán đương cơ thờ Đức Phật còn tại thế thì tụng kinh vô lượng thọ coi, Phật A La Hán có thấy thế giới cực lạc không? Không. Mà khi Đức Phật thuyết giảng kinh vô lượng thọ thì Đức Phật gọi tôn giả A Nan hướng về phương Tây đảnh lễ, rồi Đức Phật dùng thần lực cho tất cả các Phật A La Hán đương vào thần lực đó mới thấy thế giới cực lạc. Phải không? Phật A La Hán đâu có thấy thế giới cực lạc đâu. Còn tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Như vậy mà bay đến cái quốc độ của chư Phật để mà đo lường cái pháp âm của Phật, mà muốn bay đến thế giới cực lạc mà đâu có bay được đến thế giới cực lạc. Đâu có bay được tới thế giới cực lạc, mà bay đến cái quốc độ Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, chứ không tới thế giới cực lạc được. Đó, không đơn giản nha. Nên cái pháp môn tịnh độ này cả Bồ Tát và A-La-Hán cũng niệm Phật để mà được đến tiếp dẫn. Đó, mình mà không niệm Phật mà muốn tu tự lực, đưa bạn không làm được đâu, không phải giỡn đâu quý vị ơi, làm được không? Cái pháp niệm Phật này tuy đơn giản nhưng không đơn giản chút nào, thì nghe rõ ràng không? Đây là môn Đại Bát Nhã, Đại Thiền Định, dùng cái chữ đại vô á, nên á, ngài Bá Trượng ngài nói câu rằng tu pháp niệm Phật là vững vàng nhất. Vững vàng nhất. Đại Bát Nhã, Đại Thiền Định. Vì sao dùng cái chữ đại này? Vì ai vào Bát Nhã và Thiền Định này nên mới là đại, đúng không? Ai niệm Phật cũng có thể đi vào cái pháp này được và có thể thành tựu được. Vị biết đó, cả chúng sanh mà đọa trong tam đồ ác đạo nghe, mà họ nghe được câu Phật hiệu mà họ niệm lên mà họ còn được giảng sanh kìa. Chứ đừng có nói chi mà chúng ta ở cõi đời này,
Bây giờ quý vị ở cõi đời, quý vị có hư cỡ nào đi chăng nữa, quý vị không đến nỗi như là chúng sanh trong tam độ, vì quý vị chưa đọa tam độ. Quý vị đang ở cõi thiện mà, cõi lành mà, thì quý vị hiện tại có sai quấy ác cỡ nào nhưng chưa đọa tam độ. Cái cơ hội mà quay đầu niệm Phật mà giảng sanh rất là cao, cực kỳ cao luôn. Quý vị tụng mà 48 lời nguyện, cái nguyện đầu tiên phải rõ ràng không? Chúng sanh trong tam đồ ác đạo nghe danh hiệu Phật mà niệm muốn về còn được tiếp dẫn giảng sanh. Nên chúng ta cứ luôn luôn tin tưởng và chăng thật niệm đi, vì pháp này là pháp thù thắng nha. Chỉ có tán thán để quý vị hưng khởi niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Chứ chúng ta không nên giải thích đến mức cặn kẽ quá, vì mình quá giải thích cặn kẽ tự mình thành ra cái chi kiến nặng nề. Nên chúng ta chỉ cần tán thán cao độ lên để xuyên niệm Phật là thành công mà, hiểu không? Đó à. Đây là môn tu đại nhu hòa, hay chưa? Phải nhu hòa không? Đây là môn tu đại nhu hòa, phải nhu hòa chưa? À, nhu hòa là hòa thuận, đối với căn tính nào cũng tu được nên gọi là nhu hòa, hay chưa? Trong kinh đó nghe, đây là môn tu đại nhu hòa, đại nhẫn nhục. Ồ, thấy chưa? Nhu hòa mà nhẫn nhục, quý vị thấy hòa thượng ấy hiền chưa? Phải nhẫn nhục chưa? Gặp sự cố gì cũng niệm Phật, trong hoàn cảnh nào cũng niệm Phật. Hòa thượng ấy hiền nói rằng niệm Phật là thật, tất cả việc khác là giả, phải không? Tuy mình niệm Phật nhưng mình biết những thứ khác là giả, nhưng mà muốn độ sanh phải chơi cái giả với họ, không chơi cái giả với họ sao độ họ, đúng không? Hòa thượng ấy hiền lúc đó chùa ngài có một mình ngài, có hai ba người, thì ngài nói niệm Phật là thật, ngài cứ lo niệm Phật thôi, ngài đâu có tổ chức khóa tu gì bao nhiêu người quý vị. Thì lúc đó Bồ Tát độ sanh trong phạm vi đó, đúng không? Cái câu Bồ Tát nó không phải cao xa gì hết kỵ à, quý vị chỉ cần niệm niệm gì chúng sanh thì cũng đã là phát tâm Bồ Tát đạo rồi, hiểu không? Đó, bây giờ chúng ta cũng là Bồ Tát, đây cũng là Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát hay cục tác gì đó là chuyện của mỗi người, hiểu không? Nếu là niệm niệm gì chúng sanh nhu hòa nhẫn nhịn thì là Bồ Tát, còn nếu như mà đụng cái và vấu vấu nhau là cục tác thì vị thôi. Xem lại mình đi quý vị, rõ ràng nè, đây là pháp tu đại nhu hòa, đại nhẫn nhục, mà chư Phật giúp hết thảy chúng sanh tu tập giữa khổ và vô thường mà thành tựu chi kiến Phật. Đó, phải không? Phải pháp môn niệm Phật đó là tu trong cái khổ không? Tu trong cái vô thường không? Vô thường bận tâm bất tử sắp chết, vô thường là sắp chết á. Mà ai nhắc niệm Phật mà niệm cô Phật hiệu một cái là nhập vào cảnh Phật liền đó chị. Đó, như ông Trương Thiện Hòa, ông làm đồ tể tạo nghiệp trước nặng ghê, thấy không? Tại sao có ông Trương Thiện Hòa? Bồ Tát này thị hiện hộ vị, Bồ Tát này thị hiện để giúp cho những chúng sanh mà tạo nghiệp cả đời, khi gần chết có người khuyên Phật nói thế giới cực lạc, thì chúng sanh học theo ông Trương Thiện Hòa, tướng địa ngục đã xuất hiện rồi mà niệm Phật còn Phật nước liền, thấy chưa? Phải không? Đó, thấy Bồ Tát từ bi chưa? Chúng sanh được lợi ích, Bồ Tát thị hiện liền. Hay chúng sanh được lợi ích, Bồ Tát thị hiện liền. Nghe không? Rồi á, có Pháp Sư Quánh Kha, tại sao có Bồ Tát này thị hiện như vậy? Ở trong chùa phạm trai phá giới làm nhiều điều sai,
Khi nghe người nói về nhân quả, biết mình đọa tam đồ rồi, đi hỏi mọi người có pháp nào cứu được tôi không? Đặc biệt nhân viên Bồ Tát khác xuất hiện, pháp tịnh độ cứu được không? Được. Bồ Tát diễn quý vị, nói về tịnh độ, niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày được giảng. Thì pháp sư Quánh Kha đóng cửa nhập thất, ba ngày ba đêm, không ăn, không uống, không ngủ, niệm Phật. Ba ngày sau cảm Bổ Nguyện Di Đà đến nói rằng: ông còn tuổi thọ 10 năm, cố gắng tu đi, 10 năm sau tôi đến trước. Thì Bồ Tát này thị hiện để dạy chúng ta, con nghiệp chướng nặng nề lắm, 10 năm sau tôi chừng tạo nghiệp chướng tim, xin Phật A Di Đà tiếp dẫn con đi cho nó chắc ăn. Thấy chưa? Dạy mình phải quý vị, nghe để ý, nghe để hiểu, nghe. Thì mai mốt mình có làm việc lớn lao gì đi chăng nữa, nhưng mà đã niệm Phật một Phật đến nơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật ơi là Đức Phật, giúp con đi, đưa con về Cực Lạc trước cho nó chắc. Về Cực Lạc xong con trở lại cho nó chắc ăn Phật ơi Phật. Được không? Chứ bây giờ mà con mà còn ở đây, coi chừng mai mốt con thối tâm chết mồ luôn. Phật cứu con đi Phật. Phật ơi, được, ta đã đến đây mà con muốn như vậy thì hai ngày sau hay ba ngày sau gì đó, rồi ta sẽ đến ta rước cho nghe. Thấy chưa? Đại lão hòa thượng không, vì sao giảng thường nhắc câu chuyện của ông Nguyễn Hòa và pháp sư Quánh Kha? Tự mà suy nghĩ đi, phạm vào chỗ đó nhiều nên nhắc hoài để mà có cơ hội quay đầu được cứu đó bạn u. Đây là môn tu Đại Bồ Đề, đại siêu việt mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sanh thành Phật như Phật ngay trong một kiếp. Hay chưa? Quá thù thắng. Nên cái người mà tính nguyện niệm Phật là tu Đại Bồ Đề, niệm Phật đi làm Phật, không phải Bồ Đề chứ cái gì. Đúng quý vị? Nhìn ha, mấy bà ngồi dưới đây vậy đó, nhưng mà mấy bà đang tu Đại Bồ Đề. Nhìn mặt bài mất ừ chết. Vậy mà tu Đại Bồ Đề đó nghe, đừng có giỡn, nghe nè. Ừ, chưa biết có ngủ được không mà lấy hồn. Chưa ngủ được không mà ngồi vậy. Thấy chưa? Nó nhìn vậy đó nghe, mà tu Đại Bồ Đề đó nghe, chứ không có giỡn đâu. Và họ có thiện căn dày nên họ chịu tu cái pháp Đại Siêu Việt. Quý vị nhớ nghe, siêu vượt thập pháp giới, pháp môn niệm Phật này kẻ phàm phu chúng ta làm được. Làm được. Quý vị coi cái pháp tự lực, cái căn tính chúng ta, cái thời Đức Phật, mà từ phàm phu mà tu thiền định, mà Thái tử Tất Đạt Đa ngài là đạt đến mà cái đỉnh cao là từng giờ thứ 8 của thiền tông. Mọi vị biết khó cỡ nào chưa? Siêu vượt ba cõi cực kỳ khó, cực kỳ khó luôn, nghe không? Từ bậc A-la-hán mà đi đến quả vị Phật là còn thời gian tu cực kỳ lâu. Vậy mà một câu Phật hiệu bị niệm siêu vượt thập pháp giới, siêu vượt của Bồ Tát về thế giới Cực Lạc, một đời thành Phật. Biết không? Vì sao về Cực Lạc một đời thành Phật? Vì quý vị không chết nên quý vị tu hoài luôn, tới thành Phật luôn. Ở về Cực Lạc đâu có chết, thọ mạng vô lượng, tha hồ mà tu. Được không? Tha hồ tu, tha hồ học tập, muốn học gì cũng được, vì thọ mạng dài mà có trí tuệ.
thêm cái nữa là bên cạnh toàn là mặt thượng thiện, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Bồ Tát Quán Thù Phổ Hiền, mặt thượng thiện bên cạnh. Cái gì mình tu mình không hiểu hỏi các ngài. Thầy sư huynh, thấy chưa, mình là huynh đệ rồi, về Cực Lạc là huynh đệ rồi quý vị. Tuy nói chính phẩm khen vàng, nhưng Cực Lạc chỉ là một quốc độ. Hay không? Quá hay. Thì quý vị cái gì không hiểu thì chúng ta sư huynh Quán Thế Âm, để có những câu này chưa hiểu xin sư huynh giải thích cho này. Hay không? Giải thích liền, không hiểu liền. Thời gian tu thoải mái, học tập thoải mái luôn. Nhưng quý vị về Cực Lạc, quý vị chưa thành Phật đi chăng nữa, nhưng quý vị nếu có duyên đến một cái quốc độ nào chưa có Phật, quý vị cũng đủ khả năng đến quốc độ đó thì hiện làm Phật. Hay không? Quá hay mà quý vị. Cái pháp thù thắng gì mà không chịu tu, mà chạy đi đâu? Hiểu không? Bây giờ nhìn có nhiều bà cụ già đi chống gậy, mà bà chống gậy cái bà ai với đạo Phật, bà chống gậy bà ai với đạo Phật. Đừng có xem thường bà. Bà về Cực Lạc bà làm Phật bây giờ. Thấy chưa? Quá hay mà quý vị. Thấy không? Mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sanh thành Phật như Phật ngay trong một kiếp. Trong một đời một kiếp này tính nguyện niệm Phật kiên cố, quý vị có tin 100% Phật sẽ đến trước quý vị về Cực Lạc. Cứ tin vậy đi. Nếu con tin 100% như vậy mà Phật không trước thì bị yên tâm, Phật sẽ đến báo mộng cho vị biết. Phật nói rằng con tu pháp này ta không có đến trước đâu, vì Phật từ bi. Mà cái này Phật không có đến báo vậy chân là chắc chắn 100% Phật trước. Hiểu không? Yên tâm đi, cứ lo niệm Phật đừng có lo. Tôi thấy rõ ràng, giờ khỏi nói gì cao. Tôi từ khi gặp Phật Pháp tới giờ tôi có đi học cái gì đâu, mà sao tôi hướng dẫn Phật Pháp quá trời. Cái này là nhờ niệm Phật chứ nhờ cái gì. Các vị thấy không? Các vị thấy những đức đọc những lời trong kinh, những đức giảng, các vị nghe vị dễ hiểu mà. Đó. Cái này nhà Đức nãy mới coi vậy Đức thấy hay, xong thì Đức đem, thì Đức đọc, thì Đức chia sẻ cho vị nghe, hay mà. Thấy không? Chỉ là được rồi. Đây là môn tu đại trang nghiêm, đại thanh tịnh mà chư Phật dùng để đưa hết thảy chúng sanh vào giới luật, giếp hết thảy chúng sanh vào giới luật, giếp chúng sanh vào oai nghi, an ổn thái lạc. Một câu Phật hiệu đặc biệt chưa? Quá thù thắng. Một câu Phật hiệu nghe trang nghiêm thanh tịnh. Nếu như quý vị chân thật chịu niệm câu Phật hiệu này, trong mỗi lúc mỗi nơi gặp thiện duyên ác duyên, quý vị đều A Di Đà Phật. Nhắc nhở mình, cái tâm mình vừa sanh thẳng lên A Di Đà Phật, cái tâm mình vừa khởi lòng tham lên A Di Đà Phật. No. Cái tâm của mình mà thấy cái chỗ ngồi người ta có cái tên Trần Thị Én, mà dán cái tên Trần Thị Chuồn Chuồn vô, thì mình vừa có cái tâm đó mình A Di Đà Phật. Chờ kỳ quá bạn ơi. Ta đã để cái tên rồi mà sửa tên chi A Di Đà Phật. Kỳ quá bạn ơi, đúng không? Nó chỉ là quý vị trì giới đó. Trì giới là cái gì? Là mình phạm lỗi. Mình giữ giới là mình đừng có phạm lỗi. Còn mình phạm lỗi là mình phá giới. Và bây giờ mình vừa chuẩn bị phạm lỗi, mình niệm A Di Đà Phật, mình đừng có phạm lỗi. Vậy là có Phật hiệu giúp mình trì giới đó quý vị. Hiểu không? Đó. Nên nhiều con người chúng ta bây giờ mình đọc nhiều nhưng mà mình không hành được. Nên Phật mới chỉ mình câu Phật hiệu này là trang nghiêm thanh tịnh và trì giới. Quý vị coi á,
Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng không thể nói, Hòa Thượng Hải Hiền ấy là giảng sanh thượng phẩm thượng sanh. Hòa Thượng Hải Hiền mà ngài nói rằng nếu sanh trong cái thờ của lục tổ Huệ Năng thì sở chứng không thua gì lục tổ Huệ Năng. Nhớ nghe, mà quý vị biết nghe, lục tổ Huệ Năng đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cảnh giới của lục tổ Huệ Năng với Đức Thích Ca Mâu Ni không khác, không khác. Mà Hòa Thượng Hải Hiền này không biết một chữ, không biết chữ nào cả. Như vậy thì ngài có động giới lực không? Không, không biết chữ sao đọc giới luật. Như vậy mà Hòa Thượng Hải Hiền ngài nói trì giới niệm Phật. Ngài trì giới bằng cách nào? Ngài siêng niệm Phật mà trì giới, đúng không? Quý vị coi Hòa Thượng Hải Hiền, ngài gặp khó khăn ngài niệm Phật đúng không? Người ta không cho ngài xuất gia nữa, người ta đưa ngài vào đội sản xuất, ngài làm việc ngài chăn trâu, ngài niệm Phật đúng không? Ngài làm tất cả các việc ngài niệm Phật. Rồi không có ai cho ăn chay thì ngài gấp rau trong đồ mặn ăn, ngài trì giới đúng không? Không cho ngài niệm Phật lễ Phật thì bằng đêm ngày rảnh rảnh ngài đi lễ Phật đúng không? Đó, đó gọi là cái người dũng mãnh tinh tấn trì giới niệm Phật. Sống trong chân thường mà không bị lôi kéo, duy trì được tâm mình, gọi là trang nghiêm thanh tịnh trì giới, phải không? Đó. Bây giờ bao nhiêu con người đang ngồi đây đủ thứ căn tính, mà mình sống cùng với họ được mình tu, mà mình vui vẻ an lạc là nhờ cái gì? Có cái pháp tu niệm Phật mới làm được. Nhân Đức nói với vị nghe, cái người nào trong đây mà nghe nhiều biết nhiều quay nghi giới luật mà hình thức nè, đố họ ngồi trong đây mà họ an lạc. Tại vì họ nói liền, Phật tử đâu không có trang nghiêm chứ, Phật tử gì đâu mà gặp thầy nắm tay nắm áo nắm y. Nếu mà đọc vào cái hoài nghi thì vị cho thấy hoàn toàn chúng ta sai hết trơn. Nếu đã thấy vậy thì thôi đừng có đọc, tại vì mình sai hết trơn rồi đọc chi. Mà chỉnh lại thì tu nó buồn, không có được vui. Nên Phật mới chỉ mình là niệm Phật thành tựu là như vậy. Hiểu không quý vị? Còn nhiều người nói bây giờ phải nghe để mà biết, biết để chi chấp, biết để mà chấp nặng, biết để mà gọi là không tha thứ. Phải chi biết mà áp dụng cho mình thôi thì nói chi. Biết mình không áp dụng được mà đem cái văn tự đắp vào người ta để nhìn lỗi người ta mới chết đó chứ. Hiểu chưa? Đó. Thôi đà hà tôi đơn giản còn ngon, hiểu không? Nên có nhiều chú rồi, ổng ở xa ổng nghe mình giảng, ổng biết mình gặp thầy bắt tay cái thầy, bắt tay gì đâu, tình thương mến thương có gì đâu quý vị, đúng không? Vậy mà ta thương, còn gặp cao xa thì chú là cư sĩ mà bắt tay với thầy, khó khăn, ta trách mình hết trơn quý vị, đó. Nên mình tu sao mình đơn giản, dễ chịu đi, ta thương nhiều. Mà ta thương thì ta gặp ta cúng dường, đúng quý vị? Người ta thương thì ta gặp ta cúng dường, còn người ta ghét đố mà ta cúng cho mình. Mình hít gió không no không, hít gió không nuôi được 2.000 người không? Nên làm cho người ta thương, người ta mới cúng dường, mới nuôi được 2.000 người. Đúng không? Đúng quý vị? Người ta thương nên mới có tiền mua đèn tặng quý vị. Đúng không? Ta thương nên mới mua lịch, làm lịch tặng quý vị được. Ai mà chưa có lịch là mai tặng lịch thêm. Tại vì bữa đó mình in 20.000 cuốn tặng hôm qua hết trơn rồi. Còn cái cô kia cô in 40.000 cuốn cô cúng dường. Thì về được gần 20.000 để bên hộ pháp á. Thì bữa đó vì ai chưa có tặng tiếp tục. Trời ơi.
hình ảnh mà. Bây giờ xấu xí mà người ta còn hái ngóc nhìn mà mình thấy vui. Thế vậy kệ. Nhà Đức thấy rõ ràng cái bà đó, bà cầm tấm lịch bà hung chục chục. Tới ngộ thế ghê. Xong á, bà gặp những Đức bà hỏi, thầy thầy, có hung hình trong lịch có bị tội không? Những Đức nói, bà cắn cũng không tội. Đúng không? Chuyện đó của cô thôi. Đúng không? Có dính dáng gì với những Đức đâu. Đúng không? Bây giờ đi tu mà cái gì cũng tội chứ chắc nghĩ tu. Ở lúc chưa tu không thấy cái gì tội. Mà sao vô tu cái là cái gì cũng tội. Tôi biết tại sao mà chùa khác mà ít ta đến vì nhiều tội quá. Nhiều tội quá nên ta không dám đến. Còn về chùa mình sao từ không thấy gì tội. Không có nhiều người ta nói thầy thầy con đi đến chùa, con nghe nói đi đến chùa mà ăn cơm cũng tổ phước có tội. Những Đức nói chùa khác tại không có ai nấu. Đã không có ai nấu thì bị vô bị ăn thì quý thầy quý sư cô trong chùa không có ăn thì bị có tội chứ sao. Mình thì mình có thể đi kiếm đồ ăn chỗ này chỗ kia ăn được thì mình đi ăn đi. Chùa không có ai nấu mà mình vô mình ăn hết trơn, quý thầy quý sư cô đói bụng chết queo hết trơn thì bị có tội. Phù hợp quý vị đúng không? Còn chùa mình thì ăn nhiều thì phước nhiều, ăn ít phước ít, mà không ăn là không có phước. Tại sao? Vì chùa mình có nhiều người nấu. Mà đã là người ta nấu rồi mình không ăn thì mình có tội. Đúng không quý vị? Nấu rồi mà giờ không ăn thì có tội. Giống như quý vị bây giờ á, nhận Đức ở nhà quý vị ăn cơm mà quý vị nấu cực quá trời đem ra mà nhận Đức không ăn thì cũng có lỗi. Phụ lòng quý vị nên có tội luôn. Đúng không? Đó. Nhớ nghe, thấy phù hợp chưa? Nghe dễ hiểu, phù hợp. Đâu có trách ai, đâu có nói sai đâu quý vị. Phù hợp mà. Nên mình đi đến nhà ai mà người ta nói nhà tôi không có gạo thì mình đừng có ăn. Tại người ta nói người ta không có gạo rồi mà mình đi cố gắng mình ăn là mình có tội. Còn mình lỡ nhà ai mà ta nói nhà tôi gạo bao la cứ ăn thoải mái đi thì mình ăn thoải mái luôn. Đúng không? Còn nếu như mình lỡ nhà ai mình mà ta nói rằng ăn xong xách về đi, xách về luôn chứ sao? Ta kêu mình xách về mà. Còn người ta kêu ăn thôi, đừng có xách về thì mình ăn thôi, không có xách. Tùy thuận chúng sanh quý vị. Thấy không? À, cái pháp tu nhập vào chân thường đơn giản bình dị. Vì thấy dễ gì đâu. Thấy không quý vị? Thấy khỏe không? Nó khẽ re. Khẽ re như bò kéo xe. Thấy chưa? Đây là môn tu đại từ bi, đại dũng mãnh mà chư Phật dùng để giúp chúng sanh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có được cái nguyện bằng nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua địa vị phạm phu và tự chứng pháp thân tân phần. Hay chưa? Những Đức đọc tới công đoạn này cái tiếng rằng rằng trong người giống như nói mù đai thì cái đó thì dễ hiểu rằng rằng biết sao không. Bây giờ nghe nè, từ một con ngoài đời hư hỏng không bao giờ nghĩ cho ai, không có bao giờ biết thương ai, nghĩ cho mình là phần nhiều, tạo sự đủ cách, đúng không? Vậy mà niệm Phật không mà phát tâm từ bi mà hướng dẫn người ta pháp, rồi thương bao nhiêu bà già. Đức đã từng nói những Đức ở ngoài đời mà nếu như những mà giàu á, đố mà những Đức nuôi bà già. Những Đức nuôi mấy nhỏ gái 16, 17 tuổi.
Có nhiêu đem về nuôi hết. Ừ, đố mà nuôi bà già làm chi? Nuôi bà già có được gì đâu. Đúng không? Đó. Vậy mà vô trong chùa niệm Phật không? Vậy mà thích nuôi mấy bà già. Phải là phát tâm từ bi không? Niệm Phật phát tâm từ bi rõ ràng. Mà những đức còn thỉnh Lý Hòa Thượng xây chùa thêm để nuôi người già nữa chứ. Thấy không? Phải là phát tâm từ bi không? Rồi pháp tu này phải là phát tâm đại dũng mãnh không? Ông phát tâm đại dũng mãnh, sao dám lại 3.000 lại Quan Âm? Phải không quý vị? Còn giờ 3 ngày này thì bình thường rồi, không có gì dữ quá. Nhưng mà 3 ngày lễ 3.000 lại Quan Âm mới dữ dằn. Đúng quý vị? Mà mệt, sao mệt? Mà la khô hơi cạn tiết, lại xây sẫm mặt mày, mà dám làm là dũng mãnh chứ gì. Mà bây giờ quý bà tử thấy rõ ràng không? Chính quý vị cũng dũng mãnh. Chiều bà mà bà lại mà tóc tai bay tùm lum, mà gặp mấy bà mà đánh kem á, tóc nó rớt nó dính vậy nè, toàn ten tàu ten tứ tung lang tang. Ừ, lại dữ quá. Mà khi mà gom niệm lại mà quét đó, ồ, ồ đừng nói, nhiều loại tóc tai tứ tung lang tang. Ừ, mấy chú ông dọn mà, ông dọn xong mà ông nói công nhận quá nhiều loại. Đó, thì thấy chưa? Vậy mà vẫn phát tâm lại 3.000 lại thanh sao mặt mày, vậy mà vẫn dám làm là đại dũng mãnh chứ gì. Phải quý vị? À, hay không? Một câu vật hiệu mà giải thích vì thấy càng năng tịnh độ lên đúng không? Còn người ta thì nào là gì? Chánh hạnh, trợ hạnh, tứ tung lang tang. Nói một chút, mấy bà này bả nghe không biết cái gì chánh, không biết cái gì trợ. Nên tịnh độ chỉ có một chánh, là câu vật hiệu. Trợ cũng câu vật hiệu, chánh cũng câu vật hiệu, trợ cũng câu vật hiệu. Vậy cho nó dễ hiểu. Còn trong cuộc đời thì quý vị nhất định cần làm thiện làm gì đó, thì tự nhiên đủ duyên thì làm, đủ duyên thì làm thôi. Còn quý vị bây giờ lôi ra chợ hạnh là cái gì cái gì cái gì, tùm lum tùm la hết trơn, mấy bả chạy lang thang, cuối cùng mắc phương hướng. Nên chánh cũng câu vật hiệu, chợ cũng câu vật hiệu, hiểu không? Quý vị coi chuyên bản thân những đức, quý vị nói về chợ hạnh, những đức có làm chợ hạnh nhiều không? Quá nhiều luôn. Những đức làm chợ hạnh là quá nhiều quý vị. Nhưng những đức sẽ không bao giờ nói chợ hạnh cho quý vị nghe, vì những đức nói chợ hạnh cho quý vị nghe chi cho nó loạn tâm. Nên những đức chỉ cần rủ quý vị làm, quý vị khỏi cần suy nghĩ, đúng không? Rủ quý vị làm thôi. Còn về đây những đức hướng dẫn quý vị là chánh hạnh niệm Phật, thì cứ nắm chắc câu vật hiệu đi, thành tựu là chắc chắn. À. Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nhẫn lại đến nay, chư Phật cũng chỉ dùng một pháp niệm Phật này để độ khắp chúng sanh. Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật ở mười phương cũng đang thiết giảng giáo nghĩa niệm Phật này để rộng cứu vớt chúng sanh. Đó, thì thấy không? Thấy chưa? Quá hay không? Vô lượng kiếp trước, quá khứ, hiện tại, vị lai và hiện tại này, thì mười phương chư Phật ở quốc độ cũng có những vị Phật cũng giảng tịnh độ vậy vị đó. Không phải chuyện giỡn đâu nghe. Đời này chúng ta mà được người nhắc niệm Phật chuyên nhất nghe, là cái cơ hội đời này bị về cực lạc đó. Nắm cho chắc đi. Nó chàng ô, Việt Nam cũng có người nhắc niệm Phật mà hơi sức nào đi tùm lum nước. Đúng quý vị? Mình sao ngộ quá à? Sao mình không chịu quá năng người Việt Nam, hiểu không?
thì đi đâu cũng niệm Phật, ta về Việt Nam ta niệm đại đi. Quý vị, nhà Đức hướng dẫn quý vị nè, mình là dân tộc Việt Nam, mình đi đến đâu mình học, khi mình trở về đất nước, mình trở về đất nước của mình, mình phải bổn phổ hóa y gan đất nước của mình, đừng có khác, hiểu không? Ví dụ mình là người Việt Nam mà mình bắt điệu niệm Phật nước ngoài, ai nghe được? Khó nghe lắm, đúng không quý vị? Hương linh Việt Nam cũng không biết. Nghe, hiểu không? Chớ nghe. Ví dụ như người Việt Nam mình đa phần là chiếc áo lam phù hợp nhất. Dù quý vị có bận loại áo nào, nhưng nên mua vải màu lam. Bổn thổ hóa, hiện đại hóa Việt Nam mình, đúng quý vị? À, giống như bây giờ đi, đất nước ta, mình trồng cây trái gì, thì người Việt Nam mình phải tiêu thụ, đến khi dân giàu nước mới mạnh. Hiểu quý vị? Quý vị đi tiêu thụ cái trái cây của người ta, nước ta giàu, dân mình nghèo làm sao? Nên người dân mình trồng cái gì thì người dân mình phải tiêu thụ để cho người dân mình giàu lên thì nước mình mới mạnh, đúng quý vị? Bây giờ trái cam trái bưởi trồng cực chết, bây giờ rẻ rề không bán được thì dân mình nghèo làm sao? Nên mình không có được ăn cái bên ngoài nữa, mình ăn cái trái cây của nước mình đó, để cho dân mình giàu lên, để cho người nhà nông người ta thích trồng trọt, không thôi người ta trồng mà ế hoài, lỗ hoài, người ta nghỉ trồng sao? Khi người ta nghỉ trồng mình lấy gì mình ăn? Không lẽ mình ra nước ngoài mình mua gì? Lúc đó nó bán mắc mình phải mua, còn mình á chủ động là nhà mình, đất nước mình trồng được thì như vậy mới là thế mạnh quý vị, đúng không? Những Đức cũng nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà cái cách hướng dẫn của Những Đức hoàn toàn nó đi vào Việt Nam, không có lạ, thấy không? Nó không có lạ. Quý vị chỉ cần lạ một chút là quý vị có chuyện, có giỡn đâu nghe. Nên văn tự truyền tải ngôn từ Việt Nam chánh tống luôn, thấy không? Không có lạ ha. Không có nói những văn tự mà cổ điển quá, mà nói những văn tự hiện đại gần gũi cho con người bây giờ dễ nghe. Có những người ta nói rằng lộ lẫy này kia, nhưng lộ lẫy mới có cái pháp hội này, bị công nhận không? Đó là đại thiện xảo phương tiện trong nhà Phật mà mình học được đó nghe quý vị. Nhớ nghe, nhớ đó. Trong đời vị lai, tất cả chư Phật nếu muốn cứu vớt hết mọi chúng sanh thì cũng phải do nơi pháp niệm Phật này. Do đó mà Như Lai bảo rằng niệm Phật là vua của tất cả các pháp. Nghe hay chưa? Những văn tự nghe nó hấp dẫn quá quý vị ơi. Người tu tịnh độ mà nghe công đoạn này chắc là quay đầu niệm Phật hết trơn quá, khỏi dòng cho tâm khuất chi quý vị ơi. Mà công nhận nghe, cái giảng tịnh độ như vậy hết nóng. Hồi nãy mới qua đây nóng thấy ghê, bây giờ hết trơn nóng quý vị ơi. Cái tâm gì đâu mà nó thoải mái gì đâu, vì sao quý vị? Những cái văn tự đặt lòng tin cho mình về tịnh độ này đặc biệt quá, quá đặc biệt quý vị, hay quá, đúng không? Nên cái người á mà tu tịnh độ mà đi vòng cho tam quắc không có đường hướng nghe, quay đầu lại niệm Phật đi bạn, niệm Phật đi bạn, tại nhà bạn cứ giữ cái thờ khóa hai thờ niệm Phật lễ Phật đó đi, rồi bạn đi đứng nằm ngồi bạn niệm Phật đi, những gì mà cao xa bạn cho nó qua đi, bạn yên tâm đi,
gì bạn học nó nằm trong A-lại gia thức hết rồi. Nhưng mà bạn chưa khai thác được thì đừng có đi khai thác chi cho nó mệt. Quý vị cứ nghĩ này, chúng ta có của, mà của của chúng ta bây giờ nó đang cắt giấu chỗ nào mà đem về chưa có được, mình để im nó đi. Rồi bản thân mình hãy sống cho tốt từ từ, rồi đến một ngày nào đủ khả năng, đủ thế lực thì đem của ra mà dùng. Hiểu quý vị? Không phải là chúng ta không tu thiền, không tu mật tông, không trì chú, không tụng kinh, nhưng mà vì căn tính mình làm không có được, nên bản thân của chúng ta chờ về cực lạc đi, muốn làm gì đó làm. Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày cũng nói mà. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không này còn nói thêm câu nghe: niệm Phật mau thành Phật, chắc chắn quý vị về cực lạc quý vị cũng sẽ chuyên niệm Phật luôn. Quá hay, đúng không? Niệm Phật càng về sau càng phù hợp. Phải rõ ràng không? Cách này 6 năm về trước, những đức đã nhìn ra sách không ai đọc. Nhìn ra sách không ai đọc, không có mấy người đọc. Còn Hòa Thượng mình đọc. Hòa Thượng đọc sách lắm. Mà bữa đó Hòa Thượng đưa những đức hai cuốn sách này, Hòa Thượng thấy đọc bao nhiêu cuốn, bây giờ còn 2 cuốn. Ông về ông đọc đi. Nè quyển này, chứ quyển này, cái quyển này là quyển mà 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Còn quyển này là niệm Phật Ba La Mật. Hòa Thượng nói đọc bao nhiêu cuốn, bây giờ còn 2 cuốn. Ông về ông đọc đi. Hòa Thượng mình đọc sách nhiều lắm. Hòa Thượng hiểu biết nhiều lắm. Quý vị thấy không? Thấy rõ ràng không? Đi tu từ còn nhỏ, không có gia đình gì hết, lo Phật Pháp tu hành thôi. Bây giờ 83 tuổi rồi, vậy mà quý vị thấy kể chuyện mạch lạc rõ ràng không? Rõ ràng. Càng già càng thông minh mà. Nó càng già càng thông minh quý vị. Còn tại sao nhiều người già càng già mà càng khờ? Thì mình xài hết chất xám. Xài qua cái gì? Vợ, chồng, con. Xài sạch chất. Nên giết rồi sao? Hết rồi. Còn gì nữa đâu thông minh. Có nhiều bà cụ già vô chùa, bà ngồi trên xe lăn, con cháu đưa vô, bà ngồi phải làm này. Cái đứa nói: cô ở hả? Dạ không thầy, có vô chùa được. Chú ở? Dạ chưa, con lo gia đình. Vậy ai ở? Bà cụ. Đưa bà cụ này vô đây làm gì? Đưa bà vô niệm Phật. Thôi chú kêu bà niệm Phật, bà có niệm không? Ông nói: mẹ niệm Phật đi. Mẹ niệm Phật đi mẹ. Cho tao ăn cháo đi. Cho tao ăn cháo đi. Rồi xong những đức nói: thôi chú để bà nhà ăn cháo đi. Tờ chùa của người ta niệm Phật. Quý vị phải nhớ đây gọi là đạo tràng niệm Phật, chứ không phải chỉ là nuôi người gần chết đâu quý vị à. Hiểu không? Dù là già nhưng phải tỉnh táo và biết niệm Phật để được 2-3 năm, để có công hạnh để niệm Phật giảng sanh, chứ đâu phải là người gần chết đâu quý vị. Nên một số người người ta quay người ta đưa lên viện dưỡng lão này kia, quý vị nhớ nghe, cái văn tự đó dùng ư không phù hợp á. Phải nói là rõ ràng là đạo tràng nuôi người già niệm Phật giảng sanh. Hiểu không? Đó. Nên quý vị ư, bây giờ mình còn sức khỏe, mình lo trước đi quý vị à. Mình đừng có xài hết xí quách là tự bản thân mình chịu đạn đó quý vị ơi. Bây giờ mình lo mình niệm Phật,
để mà mình có cái phước duyên, để sau này mình tỉnh táo mình giảng sanh quý vị à. Không giảng pháp mà ủng hộ ứng giảng đó quý vị. Bây giờ nói thiệt, nếu như những đức nói quý vị ô mà chứ quý vị à, hai câu là quê là biết đây không phải tông nhà yêu thu khó tài đúng không, nhưng mà bị ô quý vị à, thấy rõ ràng chưa, đây là tông nhà hiểu không, biết ủng hộ nhau. Nên người Việt Nam, nên ủng hộ người Việt Nam là số 1. Tại sao? Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Có cái cô kia qua bên Mỹ có chồng, cuối cùng cô te tu ở trên, cô khổ, quá trời khổ. Không biết cái ngày bà có lên đây không? Bà hỏi những đức, bây giờ con khổ quá chứ khổ thầy, bây giờ phải làm sao thầy ơi thầy. Những đức nói ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Bà hiểu chưa? Cuối cùng mới nói con hiểu rồi con về thầy ơi. Đó thấy không? Bởi vì mấy cô gái mà xinh xinh đẹp đẹp nói rằng có chồng nước ngoài ngon có chừng, ngon khóc mẹ khóc cha thì đừng nói ngon, không biết than thở cùng ai. Còn mình ở đây có khổ gì cũng chạy về nhà cha mẹ, hoặc là mình chạy đến bạn bè. Còn mình ở nước ngoài người ta nói u tiếng Anh tiếng em gì không, mình chạy ra mình nói chuyện với ai đây, lỡ khổ không biết nương tựa với ai. Thôi dù đất nước mình có nghèo hơn ta một chút nhưng chẳng bình an, bình an là hạnh phúc quý vị à. Không? Bây giờ quý vị hỏi những đức, nếu như mà thầy không đi tu mà thầy có vợ mà thầy có con, thì thầy có điều kiện thầy có cho con thầy đi nước ngoài du học không? Những đức nói hồng nội, mà cái giáo dục dân tộc ta không cũng đủ học đầy đủ, chưa chắc lãnh nhận hết cái nền móng thì chưa lót, mà chạy đi lót cái nền móng ở bên ngoài chi, có khi nó trở về nó mắc gốc, cuối cùng nó kênh kênh với mình, nó không có phước đức, dù nó có bằng cấp gì cũng là vô dụng, hiểu không? Tùy vậy thôi à, à, nên quý vị coi nít bây giờ việc chưa rành mà nói tiếng Anh như bẻ cây. Hỏi lại, mày ở đâu? Mày ở nước nào? Tôi ở Việt Nam. Việt Nam sao mày không nói tiếng Việt Nam? Hiểu không? Dù có học tiếng đó, nhưng mình nói tiếng đó với từ nói tiếng đó. Nhưng mà còn nhỏ phải học cái gốc của người Việt Nam cho nó dày. Học đạo đức á. Hỏi chúng ta làm cha mẹ ông bà, ai mà không muốn con mình hiếu thảo quý vị? Mà tại sao mình làm cho con mình mất gốc, cuối cùng nó chạy theo văn tự, nó chạy theo những cái tư tưởng phù phiếm, sau này nó không nuôi mình. Quý vị nhớ nghe, sau này con cháu hết nuôi ông bà cha mẹ lắm, tại vì nó bị ảnh hưởng cái xã hội phương Tây, già là đi vào viện dưỡng lão. Người già trong nhà hạt nhổ nước miếng tùm lum, nên nó chê ở dơ, nên già phải đi vô viện dưỡng lão hết trơn. Phương Tây 18 tuổi là có quyền quyết định cho cuộc đời họ, cha mẹ không kìm cặp được con khi 18 tuổi. Quý vị muốn đẩy con ra cái quốc gia là gì hả? Ở đây cỡ nào cỡ, nhưng con gái dù lớn tuổi nhưng cha mẹ còn sống chẳng la gầy, có cái quyền đó, nhà nước không có cấm cản. Vì cha mẹ mà dạy con
thương con. Nên cái câu nói á, con dù lớn vẫn là con của mẹ, thấy không? Còn người ta ngoài đó mới 18 tuổi không được nói, mà tự nhiên không giảng nói. Năm 18 tuổi nó tự bỏ nhà đi, đi lỡ hỏi công an, nhờ công an: anh ơi, bây giờ con tôi 18 tuổi nó đi rồi. Ờ, gì nhiêu? 18 tuổi. Ồ, 18 tuổi nó đi, đừng có đi kiếm nó. Hỏi năm nó gỡ đến cho mình một cái tờ sinh nhật, một cái tấm giấy chúc sinh nhật cũng được rồi. Thôi nó đi đâu nó đi, kệ nó. Tiêu, thấy không? À, nên người ta bây giờ ta không hiểu vậy ơi. Ta nghĩ rằng là con mình có tiền, chà chào, nên đi ngoài du học kia đó là mình cũng chứng tỏ một chút xíu. Nhưng không biết được cái đạo đức con người nó quan trọng dữ lắm. Sau này mình già và con mình nó biết thương yêu mình, nó lo lắng cho mình, đây mới là hạnh phúc của một gia đình thịnh vượng. Nhớ nha quý vị, quan trọng á, không? Chứ cái pháp niệm Phật này quý vị thấy không? Chỉ niệm câu Phật hiệu thôi mà quý vị thấy có những câu giảng cho quý vị nghe dễ hiểu đó, thấy chưa? Cái xác thực đó, câu gia đình nó mới nghe đó. Nói cho quý vị nghe nha, cái lớp đạo làm con của Nhật Đức bây giờ mà Nhật Đức còn giảng tịnh độ luôn rồi đó. Giảng tịnh độ trong cái lớp đạo làm con luôn rồi đó quý vị. 100% chứ quý vị. Đa phần bây giờ văn tự con người ta sẽ không bao giờ làm được. Con quý vị hiểu nhiều văn tự, sau này nó quay lại bắt bẻ mình đó. Nên Nhật Đức tin 100%. Nếu như bản thân Nhật Đức mà đi vô chùa mà học văn tự thì không có ngày hôm nay. Và quý vị hỏi Nhật Đức, Nhật Đức có sửa đổi lỗi lầm không? Không. Nếu như vô ngôi chùa học này học kia là tôi giọt rồi. Tôi ra quán bia, chứ không có đi tu đâu. Nhờ vô chùa niệm Phật đó. À, mà hay lắm nha. Câu Phật hiệu này á, mình nói ví dụ vậy, quê miền Tây: nước đục cằn cục phèn. Con người chúng ta sai cũng như nước đục đó vậy đó. Mùa nước quay á, đục ngầu, nhưng gánh đổ vô lu, không lấy cục phèn cậy quậy ấy dòng, lóng xuống nước nó trong. A-di-đà Phật là cục phèn đó, hiểu không? Chân thật mà niệm đi, những cái thói hư tật xấu đục như nước đó vậy đó, lóng xuống hết trơn, lóng xuống. Rồi cái cơ hội nó chưa có tiêu đâu, ở cõi đời thì nó không có tiêu nghiệp, không có tiêu nghiệp trước đâu. Đừng có nói là tu tiêu nghiệp trước. Tiêu nó chỉ đè để qua một bên thôi. Quý vị niệm Phật có năng lực quá, nó đè xuống, đè xuống, nó để cho mình nằm im đó đó. Rồi nhờ cái năng lực tính nguyện bị mạnh, quý vị thu phục nằm im đó đi con, để tao về cực lạc trước, hiểu chưa? Không, là mang nghiệp giảng sanh thì bị về cực lạc á, còn bộ xung quanh là thượng thiện không, không ai tính toán so ro với mình hết trơn. Còn mỗi ngày ai với đạo Phật thuyết pháp cho nghe nữa, cái nghiệp này làm sao nổi lên được? Mà nổi không được thì sao? Mất tiêu. Nổi không được thì mất tiêu. Còn vì ở cõi này vị thấy không, vị có đè phục, quý vị có tiêu nghiệp, nhưng mà một chút là có người chọc kẹo rồi. Bây giờ nghe pháp gì ngon nè, nhưng vậy đó mà chút bước ra có người chọc kẹo nè. Đơn giản thôi, đụng cái chỗ ngồi là chọc kẹo rồi, phải không? Chọc kẹo liền. Nên phàm phu, đụng phàm phu mà kêu tiêu nghiệp. Nhân tố bên ngoài, quả nghiệp bên trong, sao tiêu? Nên đời này nói tu mà tiêu nghiệp, bạn nằm mơ, nằm mơ nghe chưa? Không có cửa đó đâu.
bạn thu phục nghiệp thì được. Ai làm cái gì bạn sân hẳn, bạn tức, nhưng mà A-di-đà Phật thu phục lại còn tức nhưng mà dằn được thì được. Hiểu không? Công phu đó cũng giảng sanh rồi, chứ đừng có nói mà đè mắt tiêu, không có cái cửa đó đâu, không có đè được mắt tiêu đâu bạn ơi. Tôi trong chùa tôi cũng cố gắng lắm, mà có khi mấy bà già bà chọc tôi mà tôi cũng thằng sộ. Nhưng mà xong rồi nó nói A-di-đà Phật thì nó bỏ qua mắt tiêu. Bỏ qua mắt tiêu rồi ngày mai nó săn hẳn nữa, lu bu nữa thì A-di-đà Phật nó mắt tiêu. Nên tôi mới thấy được câu Phật hiệu là nó hay vì nó thu phục nghiệp, còn về cực lạc mới tiêu nghiệp. Đúng không? Hay chưa? Đọc đoạn văn ngắn cho vị nghe nè, hay nè. Vì pháp môn của Như Lai là chân thật, là giải thoát, là an vui, là thuận theo sở cầu, sở nguyện của mọi chúng sanh. Vì pháp của Như Lai là vắng lặng, không dính mắc, vô cấu nhiễm, thuận theo tình và tưởng của chúng sanh, mà vẫn giúp chúng sanh thành tựu địa vị Phật Đà, không bị hư hoại. Cho nên chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ thế gian, ở trong chỗ ràng buộc mà tâm vẫn tự tại, thọ dụng pháp lạc, và sau khi lâm chung được sanh về cõi Phật A-di-đà. Thấy hay không? Những đức thấy rõ ràng luôn, phù hợp luôn. Bản thân mình tu khi đọc động văn này phù hợp. Những đức ở trong trần cảnh là mỗi ngày những đức ở trong cái cảnh mấy bà cụ già trong chùa, mà những đức vẫn vui, vẫn an lạc, vẫn bình an quý vị à. Đó, nên cái pháp niệm Phật này không có bỏ thế gian pháp. Nên người tu tịnh độ mà nói là chỗ nào đông đúc kiếm chỗ nào cái cốc ngồi mình, chưa chắc. Chưa chắc. Đúng không? Đó, đó nghe thấy không? Thì quý vị cứ như vậy mà bình an cái tâm đi. Cái buổi chia sẻ này quan trọng nè. Quan trọng lắm á. Đúng không? Nhớ nghe, niệm Phật thắng hạnh không? Nói cái buổi này quan trọng, có câu hỏi với những thằng không mà cái người niệm Phật kia, cái người niệm Phật dễ thương, nhìn một cái là có duyên, họ làm sao cũng có duyên chứ á. Ừ, hay ha. Quyết tâm về cực lạc vậy ơi. Đời này phải về cực lạc nha.